Kính thưa giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đại biểu, khách quý. Hôm nay tôi rất vui mừng được tham dự hội nghị khoa học thường niên cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp do Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức. Được phép đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin gửi tới các vị khách quốc tế, các quý vị đại biểu, các thầy, các cô lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Năm nay là một năm rất đặc biệt khi tôi không có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp như những kỳ hội nghị trước của Hội Hô hấp Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không cản trở chúng ta chia sẻ những thông tin và cập nhật các kiến thức mới về chuyên ngành hô hấp tại hội nghị năm nay. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ trên cả nước. Tất cả chính phủ, bộ, ban ngành đều đã cùng chung tay với ngành y tế vào cuộc. Ngành y tế chúng ta cũng đã nỗ lực hết sức mình trong điều kiện có thể để tập trung giải quyết những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, vượt qua những thách thức, nỗ lực phấn đấu hết sức quên mình để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Và kết quả dịch COVID đã được ngăn chặn là dấu hiệu tích cực đẩy lùi ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh trong cả nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, hiện nay bệnh lý hô hấp ngày càng phức tạp, số các trường hợp mắc bệnh gia tăng không ngừng. Bên cạnh những bệnh lý hô hấp kinh điển, xuất hiện nhiều bệnh lý mới nổi, chưa từng xuất hiện trước đây, gây nhiều khó khăn cho công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân. Với sự diễn biến phức tạp, khó lường của các bệnh hô hấp nhiễm trùng, tình trạng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn cũng làm cho công tác chẩn đoán và điều trị gặp nhiều khó khăn. Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm nay đã không nằm ngoài mối quan tâm chung của ngành y tế cả nước và có rất nhiều các chuyên gia hàng đầu tham dự nhằm cập nhật các kiến thức trong chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp nói chung và COVID nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ hội, với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của tập thể Hội Hô hấp Việt Nam, các cá nhân đã xuất sắc tích cực trong các hoạt động của hội. Hội Hô hấp Việt Nam đã đang xây dựng hình ảnh của một hội chuyên môn có uy tín lớn trong nước cũng như sánh tầm với các chuyên ngành trên trường quốc tế. Hội Hô hấp Việt Nam luôn chú trọng công tác đào tạo lại, cung cấp và cập nhật các kiến thức cho các hội viên thông qua các lớp đào tạo y khoa liên tục, tổ chức các hội nghị khoa học. Bên cạnh đó, Hội Hô hấp Việt Nam còn là một đơn vị tham mưu, tư vấn đắc lực cho các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong những vấn đề liên quan đến chuyên môn của chuyên ngành hô hấp, là những đối tác quan trọng, hiệu quả trong việc xây dựng, ấn bản và ban hành các khuyến cáo, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, nhân dịp này, cho phép tôi được chuyển lời của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Y tế xin cảm ơn tới tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự hội nghị khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp của Hội Hô hấp hôm nay, nhằm chúng ta tiếp tục trao đổi những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về hô hấp, cũng như xây dựng tình bằng hữu tốt đẹp giữa các đồng nghiệp trong nước Việt Nam và quốc tế. Xin cảm ơn các thầy, các cô, các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học, các cán bộ y tế đã đang cống hiến cho chuyên ngành hô hấp ngày càng tiếp tục phát triển. Tôi tin tưởng rằng hội sẽ cùng đóng góp cho công tác chăm sóc và điều trị những người bệnh hô hấp, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam từng bước đáp ứng sự nghiệp phát triển của đất nước. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị đại biểu hạnh phúc.
Chúc Hội Hô hấp Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển, vươn tầm khu vực và thế giới. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.